Đức Maria Trinh Nữ Vương. Ngày 1 tháng 11 năm 1954, 4 năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác về trời, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã long trọng đội triều thiên lên tượng Đức Trinh Nữ là sự cứu rỗi của dân Roma. Đây là cử chỉ tượng trưng biểu thị sự công bố về vương quyền phổ quát của Đức Maria. Đoàn người đông đảo đứng chật quảng đường đền thờ Thánh Phêrô, nhân danh cả hoàn cầu dâng cao niềm hoan hỷ. Đức Thánh Cha cầm những vòng vàng dát đá quý từ khắp thế giới gửi về để đặt trên đầu tượng Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Ngài nói: Xin Mẹ cai quản trên giáo hội, trên mọi trí khôn, mọi cõi lòng, mọi cá nhân, mọi gia đình cũng như mọi xã hội và mọi quốc gia, trên mọi cộng đoàn, những người quyền thế, xin Mẹ hãy cai trị trên mọi nẻo đường và mọi quảng trường, trong thành thị và chốn thôn quê, trên nền trời, trên mặt đất và cả biển khơi. Ngài còn nói: Vương quyền của Đức Maria là một thực tại siêu vượt thế trần, đồng thời lại thấm nhập mọi cõi lòng và chạm tới phần cốt yếu sâu thẳm nhất, có tính cách siêu nhiên và bất tử. Đức Maria là Mẹ Thánh. Tước hiệu này khiến cho Mẹ được đặc ân không bị thương tổn vì tội lỗi. Vô nhiễm nguyên tội, Mẹ cũng không bị thương tổn vì sự chết. Khi kết thúc cuộc đời trần gian cũng như từ những lời đầu tiên buổi truyền tin, Mẹ là tuyệt đỉnh của nhân tính bất khả xâm phạm, luôn hiệp nhất với ngôi lời để hoàn tất công cuộc cứu rỗi thế gian. Không một ý tưởng, hành vi nào của Mẹ lại rời khỏi con Mẹ trong việc chinh phục bản tính nhân loại và việc chinh phục vũ trụ. Lễ Mông Triệu kéo dài một tuần đến lễ Đức Trinh Nữ Vương. Lễ này cho thấy Đức Maria sáng chói như nữ hoàng và như bà Mẹ. Ngài cầu bầu cho chúng ta cạnh vua muôn thuở. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.